Con Calet, đúng rồi, Calet đè bay vô là lủi. Khó theo tờ tìm lắm. Ờ rồi, đấy Calet, Calet đi top. Vậy còn thằng nào đi mid? Đi Hammer rồi nha. Vậy Hammer đi gơi. Ơi lộn, hát Karim nha. Ừ, hát Karim đi rừng đi. Tại vì Hammer gơi thủ, mắt tào lao. Nó đâm gì đâu á. Đúng. Đi mid phải cái con gì mới đi được chứ. Mid hả? Đúng, má. Đây khó không mít quá. Mít xin kẹp đi chặn rip. Chặn rip được mít cứt. Mẹ hai cái chủ gần nhau bó mẹ. Mẹ thích tao tóc yến vô trong nhà. Trời ơi, kéo hồ. Cần nó kéo vô luôn á. Năm tanh mà cần nó kéo vô luôn giùm cái. Em mới sợ sang phải nhẫn nha. Ban con Morgana. Hagrid thì phải lấy con sói rồi. Má chúa là ban mo nè, làm xém nữa bóp tao rồi. Bóp sao được? Mẹ. Ờ. Calet chắc phải đi bot quá. Cho ra mod đi top chứ ra mod đi bot phế bỏ mẹ. Con nào có Calet không? Đụ mà tao không có đó nha. Chắc coi có nào có Calet không đó. Nhật có Calet không? Nhật có Calet không? Có. Ờ Nhật Calet đi top lên thì Hagrim đi. Calet. Còn cái gì chạy nhanh đấy ta thôi, chỉ có Saiyan mới chạy được thôi mày ơi. Quê tôi sống chẳng. Có Saiyan mới đi mid được thôi chứ đừng mất cái con kia sao đi mid. Xin gịt Volibear đi boss đi. Xin gịt Volibear đi boss dễ hơn. Ủa con này nâng thuốc sang mồi nâng gì nữa mày? Thuốc sang mồi lấy cái điểm hồi sang bộ phụ kiện điểm giữa ấy. À đúng rồi điểm giữa ấy. Thuốc sang mồi là lướt, lướt tăng ấy. Rồi. Nó lấy ra mớp mẹ rồi, phải ánh xin gịt với đây Volibear rồi. Rồi cái điểm mà bản phụ nâng cái gì? Cái gì? Nâng phụ. Phụ lấy mày lấy bên khá hiệu ứng với đất thắng tiếp. Mẹ đánh tăng chui vô lên tăng chứ đừng có lên đam. Phải tam hợp chứ. Thì cũng phải một cái tam hợp thôi, tăng hết. Rồi rồi tam hợp bên quan chân chính. Kiếm à, không kiếm mà mua không phải giáp giáp liệt. Giáp liệt sĩ, tam hợp giáp liệt sĩ. Kiếm bên chân chính rồi gì nữa. Đi tăng chạy nữa. Tìm băng, khiên băng tè lé gì đấy. Tìm tăng nó chạy này. Ờ à, kia cái đồ spot đấy. À. Xét phép làm cái gì? Cứ quyền năng bất diệt mà lấy. Con xin kịp ra lấy Ari đi cũng được. Tùy. Đi ra cho nó dễ. Rồi ok. Không thì quyền năng cũng được. Bộ thăng hoa đúng rồi, lên bộ thăng hoa. Ờ lên bộ thăng hoa. Bộ thăng hoa bóp được cho đồng đội nữa. Ờ. Bóp cùng giò ông ta, 5 cái bóp cùng giò ông ta. Không. Chủ yếu là con Calet nó bật ulti nó lao vô, mày bật E mày dí theo thì mày tông cái chắc chết thằng luôn. Bật E bật sói mày dí vô chắc 2000 tốc độ di chuyển tông cái chết luôn. Tao thấy mày nè, thằng đó là mục tiêu của tao đó. Thì mục tiêu đó. Còn giết con Calet. Ủa má con Calet đó chứ, Calet để nó giết nó cuối cùng. Chứ giết nó sau nó cũng nhả. Không giết mình tách ra, giết nó trước cũng được, nhưng mà phải giết bay trước rồi. Giết bay xong giết nó rồi mình lùi vậy. Tại cần thiếu đốt hay tại cần hồi máu rồi, tại cần thiếu đốt hay hồi máu rồi. Cần kiệt sức đi. Kiệt sức anh ca hết làm gì? Kiệt sức bay mày. Chắc mà ulti cho 5 thằng chạy, chắc mà nó không phải là tăng tay ngắn, chứ tay ngắn nó mới vui. Thường thường những cái tay dài nó không có kiểu là nó không có máu cơ bản, nó không có cao. Máu theo cấp nó cũng không cao. Chạy được. Xin ở hai cái chạy đủ với Vuramod mà. Hai thằng vượt băng tóc lên chạy. Xin game với Volibear chặn lính đi. Tóc tuyến ở trong nhà nó chặn lính đi. Thôi giỡn thôi. Má thì với trận cười ra nước mắt luôn á, nãy giờ bún.
Level 2 là mà chúng nó sao đánh lại. Bộ tăng Quy trước, xong tí level 2 tăng W. Rồi mẹ lao lên hết lại cho ông Sigrid hết lại cái nữa là rồi đó. Đập thấy mẹ nó luôn đi. Tao thấy ván này boss nát rất là cao luôn. Ván này là nát chắc rồi đó, được mới lắc cái riêu. Đụng hộ, đéo đụng được luôn. Không mà biết đánh mới được. Nhặt cam boss đi là vừa đó. Em đi đó mà. À thi cam boss đi. Top mát mà. Top đó là Avenue. Ê, cái cây máu của cái con Caleb bây giờ màu tím à? Anh đâu biết. Top Avenue. Nhắc nhờ. Người dân quê tôi sống đã bao lần gặp mưa da xanh tôi đau. Xa quê rồi mới thấy lòng đau. Cầm đàn hát buồn của anh đi anh đánh. Cái đàn tôi bị hư rồi. Trời nói bao nhiêu lần rồi. Bật ulti chạy nhanh vô đói bộ thông hoa. Cảm tóc nha anh Thi. Cái người lấy quần năng là thấy bế rồi đó. Cháu nó ngu em nghe lời nói em không hỏi anh. Vậy thì ai đi lấy quần năng? Cháu rồi, cháu vô kìa cháu ơi. Đấy. Kéo quần lên. Đai tí, ý kiến. Mày quá đáng lắm nữa, tao chỉ đi đái thôi mà cũng ý kiến. Mày xạo liền. Tán chết mợ mày. Tán chết mợ mà mày đứng lại. Thử đứng lại. Cái nữa coi. Đạp con rip vào mồm nữa nè. Tán chết mợ mày luôn nè. Sợ chưa? Trời ơi, bó tao ghê 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 ghê. Má cái nội tại con này mình đóng luôn à. Hí hí hí. Chết nhé. Không chết. Để ăn đi ăn đi ăn. Để nó cho ăn. Rồi chết rồi. Rồi mới hè hè hè. Nhưng mà con Erin nó giàu lắm đấy, nếu không nghèo rồi. Mình tanh chứ lên cái gì? Ở lên được. Quay lại cái mắt. Đi like xong lên tim băng các kiểu vô là được à. Mình lên gì vậy trời? Đồ má này. Chơi nào, chơi nào. Tao lên con chín chín luôn. Tẩy em luôn không? Tẩy đi.
Tí level 6 nghe. Tí level 6, level 6 một cái là mát con mẹ nó vui luôn. Con nào viên con chín chín mà chạy không nhanh. Có máu. Galet thì cứ lên máu là được rồi. Cả hết rồi. Cả hết tàn xấu rồi. Cả hết nó tính lên cái đồ gì vậy? Tàn xấu. Cả hết ra món áp gà mẹ hết vui rồi. Mẹ. Mới có mẹ áp gà. Bản chiến thật lắm vô áp gà. Lắc ra mít luôn rồi nè. Ở đây mớ đây nè. Con chói đi. Con kia hấp ca thôi. Con chói đi Nhật. Từ. Mày bị điên. Mày nếp flash trên thi. Mày sao ra mớt. Như nào ra mớt. Xong mày rồi. Thôi ôi. Trời ơi! Đánh này không có ai à? Hả? Không có ai kêu mà đánh. Không có ai chơi nữa ra cũng... Đây 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 cà thết đây. Trời ơi! Tại thằng này đánh phúc tỉnh, nó biết ăn lên. Lùi về. Trời ơi! Chết nữa quá. Nó mạnh quá Thi ơi. Và là mạnh binh con trên chín mẹ rồi. Chơi gì mẹ phút thứ 6 cộng binh con trên chín đó. Giao nhận xong vô tăng luôn đi còn mạng mà. Quên lâu chơi thì lâu chơi không biết nó là sao đó. Lâu chơi nháo được á. Nó trời ơi, con biết nó khổ quá Thi ơi. Team này nó chưa cần gì là nát mẹ nó team nó rồi. Cầm đi coi chinh. Cầm đi coi chinh thì lát nó ra, mấy thằng ra mất ra, hai thằng ganh lúc, chết hai thằng luôn. Chơi mẹ gì nữa. Liên minh là đào đâu ra 5 con chó không? Mình đây lính đi chứ mình giết nó nữa tội nó quá, cho nó farm đi. Cho nó farm đi. Không lên hả? Lái không có được đâu, vô lái sao được không này, tăng trụ băng trụ giết nó thôi. Ủa, nó áp ca kìa. Đấy. Nó phát. Rồi, từ lâu đó. Tăng ra nè.
Ở đẹp. Ôi, cái gì xuất hiện rồi? Ôi, nó mất. Bốn năm giọt rồi, 45 giọt rồi anh đang farm. Ok, nó còn 45 giọt rồi. Con đồng làm gì đồng đấy, lười ăn lắm. Trời ơi mạnh quá, chơi gì nữa. Một cái nó xỉu mà. Phải ăn từ từ ăn mà, không bao sức nữa mày chơi. Mạnh quá. Ở một chốn nữa. Không lì anh đang âm thầm tham im liền không nói không luận. Chán quá mày ơi, mạnh quá chán. Này lên được cái gì rồi, đầm phục cát rồi hả? Mày chờ tao đó. Hết giá trị rồi mày ơi. Tao mới tao mới tao cuối. Ê kìa 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 kìa. Này đủ tâm học coi. Anh lên, anh lên, anh lên, anh lên nè. Có cua ghê không? Trời ơi, tao trâu lắm mày ơi. Tao trâu lắm. Chiều đốt đó à, đi ra đó. Sao lên này? Ở đụng mẹ. Tao có làm gì đâu, lính nó đánh chết. An enemy has been slain. Forget the faces of the slain. Đâu ra lên làm gì kìa? Cậu má lên chạy bộ lên mà không à. Má anh dùng chụp đầu của anh rồi kìa. Tao học rồi. Ăn được chụp đầu tao có ăn đâu. Hiện là 11-20 độ nè. Quang chân chính. Không là bùa thăng hoa. Đáo Thiên Ngân. Bà đó. Bất tử. Bất tử rồi. Má nó còn cái gì xong không cho để cho nó chơi. Tao đâu có muốn giết nó nãy giờ ấy Thi à. Cái gì? Phải để cho nó farm một xíu chứ. Mẹ quá. Vui vẻ đéo rồi nữa. Nãy giờ tao lai vô nhà tao fit ta. Không, em không thể mất gì được. No, yeah. Tèn 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 tèn. Ai vô lần đầu đợi nó chạy hả? E lần hai em
Không má mẹ đi trong không. Where do I feel nothing? An ally has been slain. À, tí chơi TF sen rồi tâm ken rồi cái gì nữa ta. Ủa kìa, quyết tâm nó bắt mình kìa. Chết mẹ rồi này, chết chắc rồi. Chết mẹ mày, thiêu đốt. Nếu chết. Bắt đầu nó kiếm cả, nó kéo cả team nó đập tao cho bằng chết thì thôi kìa, bộ má. Vãi cầm xì gịt lên về cơ động chi vậy? Sao có vườn vàng chân dính rồi? Chạy đúng không? À, chạy đúng không? Tôi này đâu có cộng cho cậu đánh đâu có đánh. Anh em tổ chức chạy đua đi. Ok. Vô lý với anh xin nghịch là không có tuổi á. Tao chậm quá. Chậm mèn. Chậm chạy từ đâu tới đâu. Bà mẹ mày. Bà mẹ mày. Bà mày tăng nè thế. Cậu má con cá hết đặt cái em sao. Cậu chết mày. Nó máu sao chết. Mà bớt không à. Ờ quá bớt, quá bớt, quá bớt. Đi anh em ơi, đi anh em. Subscribe motherfucker. Tóc biến cái bà mẹ mày chứ tóc biến. Hãy về nhà lên đồ, có ulti hết chưa? Để chuẩn bị tổ chức chạy đua nè. Để chạy đua mở rộng nè. Chạy từ trụ này, trụ ba nhà mình sang trụ ba nhà nó nha. Tại vì... Tại phút 20 đi rồi xong rồi chạy đua. Cái gì? Có cái tuyệt chiêu kia luôn. Có, thì thằng nào cũng như thằng nào chẳng như thằng nào. Em chỉ thắt lại. Em đồ giúp đồ tụi anh chạy thì có. Giúp không. Chạy nè. Tách ra, không do thằng Thi nó hưởng cái công ty. Xong cái tụi bay đủ mà tụi bay đủ thua. Tụi bay chơi không nghỉ, không chơi. Nghỉ mẹ đi. Sao tụi bay khốn nạn vậy. Cái mày được, vậy mày tin được nó không Nhật? Đâu, tao bật công ty tao đâu có được. Tao bật công ty tao đâu có được. Sao tao được. Mày phải ưu tiên cho mấy cái thằng chạy chậm như hang này chứ. Ơ mày có E này mày rời dưới nè mày. Chơi vậy cũng bằng tao được có ulti. Mày có E. Tao ulti lên tao đâu được tăng tốc chạy đâu. Gì vậy ta? Cái tâm linh nè. Tâm linh thì mẹ đam phép nhiều quá. Rampage. Ten 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 ten. Mà anh tìm châu xa nữa. Chỉ có anh châu với anh Thi đua thôi. Em giúp anh Thi. Đây giúp anh Thi rồi. Giúp anh Thi làm sao tỏi luôn. Mày tỏi luôn, tao đéo ulti trước. Tao chạy theo. Chạy tới nơi rồi ulti. Mày tỏi luôn, chơi không? Đua đường ngắn đi. Không á, đua trụ này sang trụ kia. Đua đường ngắn đi. Đua trụ ba này sang trụ ba kia chứ. Ai chơi đua đường ngắn.
Đâu đâu đường dài xong chơi để mày. Bây giờ tôi thấy không? Giờ đi từ nhà của bè lá cổ nhà nó xem nào nhanh nhất. Ok, đủ má coi tụi nó chửi nằm đủ luôn. Rồi, em có anh đây nè. Rồi chưa? Đi từ nhà của bè lá cổ luôn. Đó, tao mà bị cản bởi người đâu có được. 15 giây nữa, 15 giây nữa, 20 giây nữa, 20 giây. Dạ thôi. Đúng rồi, tôi phải về đi. Thôi giờ mày đu qua mặt, nó chạy qua mặt, nó xin tụi nó. Thôi nó chạy xong mình chạy qua mặt. Được chưa, có vẻ con nè. Đợi nhìn coi. Được chưa? Thôi vô. Chạy về chưa, đếm đi. Chạy qua đâu? Qua đấy. Ok, đẹp đây. 1, 2, 3, đi. Tao có ulti, không có cho. Không, không ulti, không ulti, cho nó công bằng. Rồi thằng nào qua trước? Mày nghĩ mày qua trước bằng tao không? Đó, chạy nhanh quá. Tránh ra, đủ. Chó này, tránh ra. Tuổi mềm luôn á, tuổi mềm luôn á. Ôi chẳng tao đang đánh nhau, vướng rồi, đéo tính. Vướng rồi, đéo tính. Vướng rồi, đéo tính. Ê đủ, mày chơi mày có cái điểm spell nữa, mày chơi spell rồi, mày chơi cái điểm bạn hỗ trợ là mất dạy nha mày. Ôi, chơi điểm bạn hỗ trợ là mất dạy nha mày. Thấy bọn điểm bạn hỗ trợ rồi, thấy chơi mất dạy rồi. Chơi bạn vô trợ là quên, chơi cái điểm mà mày chơi cái điểm này là mất giày rồi, đéo được. Điểm đấy tăng 15 giây lại mày. Mày bật rồi, làm như bố mày đéo thấy. Đâu bây giờ đua lại rồi, đua lại. Mày hết cái giày đi đua. Mà đủ má đéo cho mày, đủ má con chó. Đâu mới đầu hàng rồi, không tao mày thua rồi đó con. Hay là đầu hàng rồi đó. Cái đó ngoài giao tranh thủ 5% nó bật chạy với... Ừ. Đâu? Em đã bật lên là vô giao tranh cũng vậy, trừ khi em gây đam. Nó dí em, nó đánh em cũng vậy à. Tao bật con chứ... chị. Bật 10 giây. Trời mất dạy. Để chơi gì nữa ta? Còn chơi cái đi, mẹ chơi mày về tăng tốc độ di chuyển thì mẹ tối liền với ra mất luôn, nó mới chạy chùm. Queen thì Queen là nhanh nhất, không có thằng nào nhanh bằng hết á. Nhưng mà Queen mà mày dọc đường có chứng ngại vật thì Queen thua coi ra mất. Queen thua ra mất. Bị đánh là thua rồi, mà chỉ cần bị đánh một hit mẹ quái hay cái gì là mày thua rồi, mày chạy vô tới cái trụ nhà nó là mày thua rồi đó. Còn ra mất nó đâu có sợ. Ra mất nó lạng được, nó lạng nó né rip.